Con dòng này là cái bảng này là cái bảng phát sáng luôn các bạn. Khi mà mình ở trong tối á, là nó phát sáng ra luôn á, nó làm cái nhựa mà giống như cái nhựa trong suốt, cái nhựa mà phát sáng vậy các bạn. Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì đã lâu rồi mình không có ra video cho các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu một bộ sưu tập Rubik mà mình đã sưu tập được những con Rubik hình cái động vật như vậy nè. Đó, thì đây là cái con khủng long thời tiền sử, nó là biến thể từ con Rubik 2 x 2 x 3. Đó. Đây, 2, đây 3 tầng, đó. Và đây, đó. Đây là con khủng long thời tiền sử. Rồi, tiếp đến là cũng là nó luôn, trong nguyên một cái set của nó luôn. Thì con này là cũng là con khủng long thời tiền sử, là 2 x 2 x 3 luôn. Nó biến thể từ 2 x 2 x 3 này. Đó, các bạn thấy không? Đây, dọn tầm, đây tầm. Đó. Rồi nó quay chính giữa như vậy. Đó, và nó quay ngang. Cũng là con 2 x 2 x 3. Rồi tiếp đến đây là con mèo thần tài. Thì con này thì nó chỉ là biến thể từ 2 x 2 thôi. Nè, đây em. Thì đa số những cái con này, là mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn giải rồi. Nếu mà các bạn nào mà lỡ mà có những cái con này mà các bạn chưa có biết cách giải á, thì các bạn coi lại những cái video cũ á, mình cũng đã hướng dẫn cách giải những cái con đuối biến thể như vậy rồi. Đó. Và tiếp là con cũng cũng khủng long thời tiền sử. Con này là giống như con tê giác thời tiền sử, khủng long tê giác, thì nó cũng là biến thể từ 2 x 2 x 3. Đây tầng nè, đây tầng nè. Đó. Đây tầng giữa đó. Đó. Và kẻ ngang nó qua đó, con tê giác rồi. Và tiếp cũng là một con trong những cái bộ sưu tập này đó, cũng là 2 x 2 x 3. Kẻ giữa vậy và kẻ giữa vậy đó, nó là dạng 2 x 2 x 3. À, đây là em Rubik con hổ. Thì con này cũng chỉ là 2 x 2, nó như con này đó. Thường thường những con Rubik này nó sẽ chia ra một là 2 x 2 hoặc là 2 x 2 x 3 đó. Đây đây nó là vừa là con hổ, nó rất là nhỏ nhưng mà nó là cái móc khóa luôn nè. Các bạn thấy nó có một cái lỗ nè để nó móc móc cái chìa khóa nè đó. Và nó cũng có cái biến thể của cái con hổ này bự nữa đó. Và đây đây là một con hổ bự và một con hổ con đó. Con này thì nó nguyên siêu, nó nằm trong cái dĩ này, mình không có xé ra, tại vì mấy cái con này mình có rất là nhiều rồi. Mình review thử mấy cái con kia, còn những cái con mà nguyên siêu vậy nè, mình để mình sưu tầm đó, nó của cái hãng Yushin. Đây đây là con gấu panda đó. Con này á thì đáng lẽ nó cũng đóng trong cái siêu giống vậy nè, nhưng mà mình đã khui cái siêu ra rồi, thì còn những con mà còn siêu á thì mình sẽ để lại đó. Thì nó cũng chỉ là 2 x 2 như những cái con này, còn bên đây là 2 x 2 x 3. Đó. Nó trẻ. Tiếp đến là em trâu vàng. Đó. Thì con này cũng là 2 x 2 như con này thôi nè. Đó, tầng trên tầng dưới trẻ nó qua và trẻ ngang như vậy. Đó. Trâu vàng. Đó. Tiếp đến là em chim cánh cụt, cũng là 2 x 2. Đó. À, và trẻ dài cặp như trẻ dài à, chim cánh cụt. À, tiếp đến là em thỏ. Em này cũng là nguyên siêu nè đó, nên mình sẽ không có tháo ra, tại vì cái này mà lấy ra đó mà để review cho các bạn đó, là phải tháo bung như hết luôn á, là nó đứng nó dách hộp dách gì luôn, tại vì nó đóng trong nguyên một cái siêu này nè, nó không, nó dính liền với cái miếng giấy á, nó của hãng Yushin, thì nó cũng là 2 x 2 thôi.
À, tiếp đến là em chuột Mickey đó, cũng của Yushin, 2 x 2 x 2. Rồi, đây là em gấu panda, đây gấu mẹ nè, đây gấu con nè. Đó, có những cái con mà mini như vậy á, là đa số là những con móc khóa nè, móc khóa nè, nó có một cái lỗ để móc cái khóa đó. Đó. Tiếp đến đây là một em biến thể từ cái bộ sưu tập này. Đó. Bộ sưu tập 2 x 2 x 3 này, con này như là con khủng long con thì phải. À, một tầng này. Đó, đây tầng này. Rồi trẻ nó ngang qua nè. Đó. Rồi trẻ dọc nó nè. Đó, nó là 2 x 2 x 3. Tiếp đến cũng là một con của nó luôn, con này giống như là con chim vậy đó. Con chim mà chim khủng long nó từ thời tiền sử á. Đây một tầng, đây một tầng. Đó, những con chim mà khổng lồ của thời tiền sử. Rồi trẻ nó đòi nè, không? Đó, giờ quay. Đó. Thì đa số những cái con mà biến thể này là mình cũng đã có hướng dẫn rồi, mà lỡ mà các bạn mà có mua á, mua chúng con nào mà có trong những cái bộ sưu tập của mình mà các bạn chưa biết giải thì các bạn có thể tìm lại những cái video cũ á, là các bạn sẽ thấy. Đó. Đây như con heo thì phải, con heo này hình như nó là 3 x 3 luôn, có con này lạc lòi nè, đây tầng nè, giữa tầng, đây tầng, rồi các bạn thấy đúng không? Đó. Và trên đây nó cũng 3 tầng, 3 tầng. Đó. Đây nó cũng 3 tầng. Đó. Là con này là con heo từ 3 x 3. Đó, mấy con này là 2 x 2, 2 x 2 x 3, còn con này là con 3 x 3 luôn. Tiếp đến là một cái con nó của cái hãng Rubik Kit gì nè. Đó, nó cũng đóng trong như một cái dĩa này luôn. Con này thì là 2 x 2 thôi. Đó, con này là giống như mấy cái con siêu nhân gì đó. Và tiếp đến là một cái em mà rất là kinh dị luôn. Đó, các bạn coi 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 cái khuôn mặt của nó là nhìn đáng sợ không? Đúng nghĩa là Halloween luôn á, mua vào dịp Halloween là đúng bài luôn nè, các bạn thấy không? Đó, khuôn mặt của nó y như những cái con quỷ con gì đó. Đó, thì những con này nó là 2 x 2 thôi à. Rồi tiếp đến là cũng là một cái con khủng long thời tiền sử, 2 x 2 x 3, đây 3 tập. Đó. Và nó quay chính giữa, rồi trẻ nó ngang qua đó. Tiếp đến thì cũng là một cái con thời tiền sử trong cái bộ sưu tập 2 x 2 x 3 này luôn. Đó, đây là một tầng, các bạn thấy đúng không? Đó, đây là một tầng nữa nè. Đó. Rồi, trẻ ngang nó qua nè. Rồi, trẻ dọc nữa nè. Đó. Khủng long thời tiền sử 2 x 2 x 3 luôn. Và tiếp cũng là một cái con luôn, con này giống như con lưng gù, con rùa mà rùa thời tiền sử, hay là nó chắc nó quá, nhìn nó giống con rùa, cái mai rùa của nó nè. Đó, cũng là 2 x 2 x 3 luôn. Đó. Rồi trẻ ngang nó qua nè. Đó. Rồi trẻ dọc nó nè. Đó là nguyên nguyên một cái set của nó đó, không rất là nhiều luôn, thấy không? Nguyên set nó hầu như là mình sưu tầm đủ hết luôn á, tại vì không thiếu con nào á, con nào mà ra là mình sẽ mua hết. À đây còn một con nữa nè. Đó, con này giống như con tê giác luôn nè, tê giác, con tê giác thời tiền sử á. Đây một tầng nè, đó không, rồi tầng giữa và cái tầng bên đây. Đó. Rồi trẻ ngang nó qua nè. Đó. Rồi trẻ dọc nó nè. Đó, các bạn nhìn không, đúng tê giác luôn nè, nó có cái mũi nè. Đó, cái sừng của nó chứ, cái sừng nó ngang cái mũi nè. Đó. Là coi như 2, 4, 6, 8, đến mười mấy con luôn nè, các bạn thấy đúng không? Rồi. Tiếp đến con này giống như con ếch thì con khủng long con nè, mà nó nhìn y như con ếch vậy đó. Con này thì là 2 x 2 thì nó thiên về bộ sưu tập bên đây. Đó. 2 tầng. Khủng long. Tiếp đây cũng là một em khủng long luôn. Đó. Ê, con này con rồng, con rồng giống mấy khủng long,
Đó, con rồng này là cái bảng này là cái bảng phát sáng luôn các bạn. Khi mà mình ở trong tối á, là nó phát sáng ra luôn á, nó làm cái nhựa mà giống như cái nhựa trong suốt, cái nhựa mà phát sáng vậy các bạn. Đó, rất là đẹp luôn con rồng. Những cái con này là mẫu mới nè, con rồng này với lại cái con chuột này nè, đó là mẫu mới các bạn. Con thỏ chứ, con đó là con thỏ mẫu mới. Đó là những cái mẫu mới ra sau này. Rồi, tiếp đến là con robot. Đó, con này nè, nó thực chất là nó 2x2 nè, các bạn thấy nó quay không? Đó, nhưng mà cái tầng này nè, cái giữa này nó quay quay không được nè, các bạn thấy nó cứ ngắt ra, là do cái thân của nó nè, mình phải tháo cái thân của nó ra nè. Đó, nó y như một thằng robot con, còn cái này là cái đầu thì nó sẽ quay được. Đó, nè nó có cái lỗ để ghim cái đầu nó vô nè các bạn. Dạ, đây là một cái con người máy ghim cái đầu nó vô. Đó, thành mất cân xứng luôn. Rồi, và tiếp đến cái con này là cái con ốc sên. Đó, thì có nhiều người nói là con này là con ốc sên. Con này thì nó không có giải thêm bất cứ một cái quy tắc gì luôn á, nó rất là khó giải luôn á, chứ không phải là rất là dễ giải đâu các bạn. Nó chỉ quay vậy đó, đó ba khía và một cái khía đường đường ngang đi nè. Đó, đi vậy nó quay vậy nè. Đó, con này là nó giải, nó không có một cái quy tắc gì luôn á, giải mà tự tự nghiệm không đó các bạn. Đấy, okay. Đi tới đây nó quay được không? À đó, không, đi tới đây nó quay được nữa nè. Đó, miễn sao nó đúng cái khí của nó thôi là nó sẽ quay được rồi. Đó, rồi, và tiếp đến là một cái em rùa. Em này thì không biết có thực được gọi là Rubik không, nhưng mà nó cũng là một cái trò chơi trí tuệ. Nhưng mà cái con này thì nó rất đơn giản không, thì hình là hình con rùa nè, rồi nó có mấy cái lỗ để mình quán đổi nè. Ví dụ như cái này màu cam phải không, mình đưa qua đây màu cam, màu vàng đưa qua màu vàng đó, màu xanh đưa qua màu xanh đó. Mà không hiểu sao luôn, nó có tới sáu, đúng rồi sáu ô, mà nó có ba màu. Đúng rồi ba màu, đúng rồi, mình muốn đưa màu bên đâu cũng được đó. Nó đơn giản vậy thôi à, cái cách chơi của nó đó, đưa vậy vậy giờ nó làm khoảng trống một cái lỗ đó. Nhưng mà mình tại thấy mình thấy nó dễ thương á, mình cũng mua luôn. Thì chắc nó không phải là con Rubik đâu, nó giống như là cái trò chơi vậy thôi à. Đó, tổng cộng nó tổng như một đống này nè. Đó là tất cả những con mà mình đã sưu tập được, từ những loại hình mà giống như những con động vật như khủng long rồi con chuột con gấu con gì đó, là mình có được tất cả như này nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ like đăng ký và chia sẻ video cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.